để đi đi xuống Texas và khi trở lại tôi không thể nào ngờ là tôi gặp một trường hợp như thế này. Có nghĩa là phải đứng trước hàng ngàn, hàng trăm ngàn người Việt đang ở đây để kêu gọi cho một tinh thần chiến đấu của một người, của một chiến sĩ bất diệt. Thưa các anh các chị, vì chúng gặp anh Võ Đại Tôn ở trong một dịp để được nói chuyện với anh ấy, để được chia sẻ với anh ấy trong những quan niệm về dân tộc, về quê hương. Việt Dũng cũng nể phục anh Tôn, ngoài một chiến sĩ còn là một thi sĩ, tức là nhà thơ Hoàng Phong Linh. Và từ đó cái mối duyên văn nghệ giữa hai anh em bắt đầu. Để bây giờ tôi đứng đây hát cho anh ấy đang ở đằng sau những gông cùm nào đó ở miền Bắc, hát cho anh ấy đang hành hạ thể xác bởi cái lũ quỷ đỏ vô thần. Và tôi hát không phải chỉ riêng cho Võ Đại Tôn, không phải chỉ riêng cho những chiến sĩ đã bỏ mình vì nước, mà tôi hát cho tất cả các em các chị đang đứng đây, để một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ là những người Võ Đại Tôn trả tiền. Tôi dù chỉ là một người tàn tật, nhưng tôi thề với quý vị là nếu có một dịp nào đó, tôi chắc chắn dù tôi không đi được, tôi sẽ bỏ về. Dù tôi không đi được, tôi sẽ lết về. Hôm nay ở đây tất cả quý vị và tôi, chúng ta không phải chỉ hát cho một Võ Đại Tôn, mà chúng ta đang hát, đang nói, đang nghe cho 50 triệu đồng bào. Và ở đó, đó là những anh em ta, đó là những bọn ta. Tôi viết tên anh trên bản đồ Việt Nam, trên những trại tập trung, trên vùng kinh tế mới, trên quê hương có hàng triệu lời mời anh trở về để đổi đời dân tộc. Anh trở về hương lai dòng máu nóng của hàng trăm triệu giống dân.